Chào mừng các bạn đến với podcast chàng ngốc già tiếp tục series với những cái khách mời đặc biệt của podcast chàng ngốc già thì hôm nay rất là vui mừng được có một cái buổi nói chuyện với lại à, chị Nguyễn Gia Bảo hay gọi là Bảo Bảo thì uh, bảo là một trong uh, cái gương mặt phụ nữ một trong những cái gương mặt phụ nữ rất là uh, đặc biệt ở chỗ là không chỉ là một cái người mà uh, thành công trong cái uh, công việc của mình mà ngoài ra thì bảo còn có những cái đam mê rất là đặc biệt và có những cái uh, thành tựu rất là đáng nể thì uh, chẳng hạn như là bảo là một cái nữ tay đua mà chuyên nghiệp đầu tiên của việt nam uh, có cái chứng chỉ đua xe quốc tế ngoài ra thì uh, bảo cũng là người phụ nữ việt nam đầu tiên tham gia vào cái hiệp hội đua xe thể thao nữ thế giới, gọi là Women in Motorsport. Thì cái này nó cũng trực thuộc cái tổ chức FIA, tiếng Tây nó gọi là Fédération Internationale de l'Automobile. Thì cái tổ chức này rất là lâu đời, nó thành lập ở Paris từ năm 1904. Bên cạnh cái thể thao là xe, đam mê là xe, thì Bảo cũng có một cái đam mê thứ hai đó là golf và đánh gôn thì hiện nay thì bảo đang là ủy viên ban chấp hành của cái hiện gọi là hội gôn phụ nữ của thành phố hồ chí minh phải không bảo nhỉ dạ đúng rồi anh à, ngoài ra thì bảo cũng đang rất là bận rộn với việc điều hành ba cái doanh nghiệp à, trong đó có cái công ty về nội thất là az home living rồi một cái thương hiệu về giày à, gọi là phong tra mexico thì à, hôm nay đó cái cái buổi nói chuyện hôm nay để mà À, Bảo Bảo sẽ chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ à, và hơn đặc đặc biệt hơn nữa là các bạn nữ đó à, những cái à, chia sẻ về 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 cái cuộc sống, về cái cái đam mê, cái cái sự năng động của mình trong nhiều cái cái lĩnh vực khác nhau à, thì đấy à, rất là cảm ơn Bảo Bảo đã nhận lời à, tham gia cùng với lại cái podcast chàng ngốc già thì Bảo có thể chia sẻ đầu tiên là về cái đam mê xe của mình được không Bảo ơi? Dạ. Yeah. À, xin chào anh trí và chào các thính giả của podcast trần ngốc già à, về đam mê xe thì cái status hiện tại của bảo là nữ tay đua chuyên nghiệp đầu tiên của việt nam nhưng mà nó bắt đầu từ một câu chuyện rất là không liên quan ừ. <laughs> nghĩa là khi mà bảo bắt đầu để mà tìm tòi à, về đua xe đó thì bảo là ừ. một người rất là sợ tốc độ mà bảo nghĩ đó là sợ tốc độ là một cái nỗi sợ vô hình của tất cả mọi người. À, ừ. khi mà nói đến tốc độ là ai cũng sợ hết, mà cũng không ừ. hiểu tại sao sợ. đó. À, mê xe thì thì lúc nào cũng mê xe rồi. trước khi mà vô tốc độ thì lúc nào bảo cũng muốn là, à, có xe đẹp. hồi xưa ừ. mà kiếm tiền được đó, lần đầu tiên đó thì là mua xe chứ, chứ chưa có mua nhà. <laughs> nhưng mà ừ. nhưng mà mà không có dám chạy. Ừ. Thì thật ra là trên thế giới Bảo nghĩ là có rất là nhiều người giống như Bảo Là ừ. mình đang sở hữu một con chiến mã Nhưng mà chưa chắc là dám khai thác được hết cái uh, năng lực của nó ừ. uhm, Cho đến cái năm 2012 thì Bảo uh, vô tình được tham gia cái giải uh, Formula One bên Singapore ừ. Thì uh, lúc đó thì Bảo mới mua được cái vé cao nhất là trong khu vực Ba Đốc thì yeah. uh, về formula one nếu mà mọi người đã tham gia cái uh, giải đua đó thì sẽ biết là paddock là nó sẽ uh, đặc biệt hơn những cái vị trí chỗ ngồi khác là chỉ ngồi thôi yeah. cái này là mình được đi vào vô tất cả các pit uh, stop mình có thể uh, uh, nhìn thấy hoặc là được chụp hình gặp gỡ rất là gần với các tay đua chuyên nghiệp như là Michael Schumacher rồi wow. uh, yeah, Alonso, Sebastian Vettel nghĩa là những người mà mm. legion của của trong làng đua đó thì mình đều nhìn mm. thấy bằng mắt thật của mình à, và cái um, cái không khí khi mà mình ở trong cái khu vực đó đó là mình mm. thấy nghĩa là tốc độ rất là nhanh xe nó chạy đến xong rồi thay lớp rồi tất cả mọi thứ nhìn nó rất là cuốn hút thì ừ. uh, sau cái cái um, cái bụi chuyến và uh, cái buổi đó thì uh, bảo được quen uh, những người bạn uh, sau này thì hai cái người đó là em rể của tay đua vô địch uh, Ferrari challenge trên thế giới nhiều năm wow. và bảo ừ. yeah, và bảo được uh, quen với cái người mà điều hành uh, đội Ferrari đội ừ. Ferrari là khi mà mình nghe tới đua là mình nghe tới Ferrari ơi, ừ. thì và yeah, Bảo trở thành bạn của những người đó thì chắc là uh, cái này là cái năng lượng đam mê cùng nhau Cho nên là uh, Bảo lại được làm, uh, làm bạn với mm. những cái người như vậy yeah. uh, Sau đó thì đến đó, đó là tháng 9 năm 2012 Và đến cuối năm 2012 thì Bảo có được cái lời mời qua thăm tổng hành dinh của Ferrari Ở mm. Maranello bên Ý mm. Thì khi mà Bảo qua đến thì Bảo được được chạm vào những cái thành tựu của các tay đua và những chiếc xe từ rất là lâu đời à, và lần đầu tiên thì hai người bạn bên của bảo bên ý đó thì cũng dẫn bảo ừ. đi coi đi chơi rồi lần đầu tiên mà mình được lái xe ở trên à, cao tốc bên châu Âu đó ừ. thì thì những cái cảm giác đó Xong 2012 là nó nung nấu bảo là phải tìm hiểu hơn về tốc độ và bắt đầu có những cuộc Training đào tạo ở nước ngoài ừ. và tham gia các giải đua ở nước ngoài. Yeah. Ừ. Nhưng, nhưng mà lúc mà mình ngồi cảm giác lên ngồi trên chiếc xe mà nó tốc độ cao lần đầu tiên á lúc mà ngồi lên xong rồi thắt cái seatbelt xong thắt cái dây an toàn xong rồi cảm giác lúc đó làm sao tim đập dữ không sợ nói chung là bây giờ anh hỏi bảo mà mồ hôi tay còn đổ ra luôn đó sợ oh. lắm tại vì y chang ừ. như là mình sợ mình đi máy bay á mình ngồi ừ. lên là cứ gồng rồi sợ vậy thôi cũng chả biết sao sợ <cười> <cười> xong cái là, yeah, thì thì uh, uh, xong rồi cũng tiếp theo năm 2013 thì bảo có dịp thì cũng đi theo hai người bạn ở bên Monaco đó, uh, 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 để vì bạn của uh, anh anh rể của hai người bạn thì thì đi thi Ferrari Challenge trên toàn thế giới, cho nên uh, bảo có đi qua Abu Dhabi, thì uh, ở đó nó có cái roller coaster nhanh nhất thế giới, uh. thế là bảo lên bảo đứng bảo đợi đi một lần nhắm mắt nhắm mũi không biết được cảm giác gì chỉ sợ thôi. Đúng đó đi hoài đi hoài đi tới lần thứ ừ. bảy mở mắt ừ. ra ừ. được nhìn được không sợ nữa không la nữa. Lúc đó biết gọi là siêu cái tốc độ đó. Ồ, Chứ còn thường là ồ. thôi cứ nhắm mắt lại hết cho chắc ăn Ừ, <laughs> ừ. cái Thế này đó. này giống chắc là kiểu có tố chất bẩm sinh rồi đó kiểu như là nó có tố chất sẵn trong người rồi. Ừ. Bảo đấy chắc là... ai cũng có tố chất ừ. ở trong người đó chủ yếu là mình có có dám đối diện với nó hay không thôi chứ ừ. bây giờ nếu bỏ, bỏ anh trên anh chỉ sợ tốc độ có sợ chứ lần đầu tiên lúc mà qua bên này đó xong một cái anh một người bạn rủ mình đi mô tô tại vì những cái người mà chạy xe mô tô bên tây này họ cũng cũng coi là một cái cái đặc biệt với họ đó họ tự hào lắm tại đi xe đi xe mô tô đi xe ô tô là chuyện bình thường nhưng mà có được cái cái ô tô mô tô xịn đó, là cái đó là cái rất là kiểu giống như họ cảm thấy privilege đó, tại vì lấy cái bằng mô tô nó khó lắm Thế yeah. là chở anh đi lần đầu tiên thì lấy lên trên cao tốc chạy một phát anh anh điếng hồn luôn á yeah. <laughs> nhưng mà cũng đấy là rất là thích cho nên là gần đây là anh cũng có tìm hiểu sơ sơ về mô tô. Dạ. Thì đó nói là cái cái nỗi sợ tốc độ là là người ta đã có nghiên cứu đó, đó là một cái nỗi sợ vô hình. Mm. Thì nói đến tốc độ ai cũng sợ hết. Thì chữ mm. cho nên là tất cả mỗi người chúng ta đều có một cái tiềm ẩn một cái tài năng có thể trở thành mm. một tay đua. Ừ. Nhưng mà rồi à, mười mấy vậy. năm nay từ cái năm 90 không, 92, 2012 à 2012, 2012. đúng không? Dạ. À, gần, gần, khoảng 7, năm. năm nay, 9 năm nay dạ. thì thì cái quá trình đó của Bảo nó như thế nào Chờ, tiếp tục với lại cái đam mê cũng bắt đầu mình khám phá ra cái sở thích về xe của mình rồi, tốc độ của mình. À, từ 2012 bắt đầu từ 2013 ừ. đến năm 2017 đó thì ừ. Bảo cứ đi hết nước này đến nước nọ ừ. có những cái khóa training và tham gia vào các cái cuộc đua trước tiên là phải lấy bằng thì mình mới được ừ. bằng quốc tế thì sau đó mình mới được tham gia với các trận trận đua thì ừ. xong rồi mình sẽ có những cái uh, trải nghiệm ở các cái giải những cái trận và học hỏi thêm nhiều về motorsport. ừ. đến uh, đến năm uh, 2017 thì là bỏ ngưng lại bởi vì nó hơi khó khăn và lúc đó bận biểu ừ. cho công việc quá cứ ừ. mỗi lần mà training thì mình phải đi bay qua bay lại training ừ. mấy ngày phải cả tuần ừ. uh, á thế là bỏ ngưng lại và ừ. và tập trung cho 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 công việc với lại gia đình với năm 2018 và cũng có em bé cho nên mới ngừng ừ. lại yeah. ừ. Ừ. À, rồi cái cái câu chuyện mà đưa cái cái cái, cái mô tô thể thao tốc độ về Việt Nam á À, mình nghĩ là nó có những cái khó khăn ban đầu đúng không? Tại vì trong cái quan điểm của ở Việt Nam mình mình nghĩ là nó vẫn còn có gì đó nó hơi bảo thủ một chút đối với những cái mà mặc định rằng là cái này là của phái mạnh của đàn ông. À, ví dụ như khi mà bảo chia sẻ với bạn bè hay là những người thân của mình nói, ờ bây giờ tao đang mê cái xe này lắm, thể thao tốc độ này, tao đang đăng ký cái này, tao làm cái này thì thì những cái phản ứng của những người xung quanh bảo như thế nào? À, Thực ra là bảo đã đã thôi ngưng cái đam mê này rồi bởi vì ừ. có con cho nên là là nó cũng ừ. uh, bớt đi cũng nhát gan bớt <laughs> ừ, ừ, ừ. Um, cho đến khi là có uh, dự định là Formula One sẽ diễn ra ở Việt Nam năm 2020 ừ. thì đến lúc đó thì các cái, cái tổ chức FIA ấy, họ vào thì họ cũng muốn là cái phong trào đua xe thể thao ở Việt Nam nó phải được lan tỏa và ừ. ít nhất là mọi người phải hiểu về đua xe thể thao là như thế nào tại à. vì hiện tại ừ. ở Việt Nam ấy, là nghe đến chữ đua xe là 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 đa số là mọi người nhìn nó bằng một con mắt kỳ thị bởi vì là cứ đem xe ra ngoài đua mà cũng 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 đúng thôi bởi vì mình không có trường đua mình cũng không ừ. có một cái cơ sở đào tạo nào hết cho nên ừ. là các bạn khi mà đam mê lúc mà mình hồi trẻ cũng vậy thì cũng lấy chiếc ừ. xe máy ra xong rồi ừ. ấy thôi rồi 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 rồi, rồi đua Ừ. thì cái đó kiểu như là tuổi uh, tuổi tuổi trẻ và nếu ừ. như mà một quốc gia có được một cái um, luật lệ về đua thì chắc chắn ừ. những bạn trẻ đó họ sẽ vào trường đua họ được đào tạo và họ lại ừ. trở thành một cái tài năng chứ lại không ừ. bị xã hội nhìn một cách kỳ thị như này thì bảo nghĩ nó chẳng qua là một cái quá trình phát triển của một đất nước thôi rồi ừ. mình sẽ vào vào khuôn khổ nhưng mà bây giờ nó còn ừ. mới quá nha yeah. ừ. uh, xong rồi thì uh, thì bảo mới bắt đầu làm từ từ bảo có thành lập một cái học viện gọi là Việt Nam Racing Academy thì ừ. à, bảo đã tập hợp hết tất cả những cái um, những thành viên là đã đua rồi rồi biết làm mà uh, hiểu về về đua hiểu về xe uh, theo cái chuẩn FIA trên thế giới chứ còn ở Việt Nam mình thì mình vẫn độ xe này nọ nhưng mà vẫn chưa có đủ uh, chuẩn hoặc là để đủ ừ. tiêu chuẩn cho đua đó nghĩa là mình độ ừ. độ xong rồi À, cái chạy ba vòng cái nó hư trong khi đua <laughs> thì phải <đó. cười> rất là nhiều vòng và nó còn an toàn nữa và ờ, cái, 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 cái chuẩn nó còn an toàn lớn nó lật cái thì tay tay đua nó còn ừ. an toàn hoặc ừ. là nó là nó có rất nhiều chuẩn à, ngay cả là cái độ bộ đồ phòng vệ cho tay đua thì mọi người cũng phải nhìn nó bằng một cách rất là nghiêm túc giống như gọi là ừ. nó đồ chống cháy đi nó xảy ra cháy ừ. thì mình cũng còn, còn bị phỏng ra nhưng cái đó thì thì nó còn rất là mới ở việt nam ngay đến giờ phút này lúc mà bảo đang nói chuyện với với anh trí nó có nhiều cản trở lắm nhưng mà nó được một cái là gì nè khi mà bảo là người đi lan tỏa cái 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 về mô thì bảo ừ. lan tỏa với cộng đồng doanh nhân thì bảo sẽ nói với cộng đồng doanh nhân trước xong rồi đến cộng đồng golfer là những người đã yêu thể thao và có đủ ừ. khả năng tài chính để có thể ừ. uh, nghĩ đến một cái đam mê khác giống ừ. như bảo đã đang làm thì uh, mọi người nói chung là rất là hào hứng À, nhưng mà mọi người chỉ chưa thấy rõ cái lộ trình cái 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 bức tranh để họ bước chân vào cái cái lĩnh vực đam mê mới này như thế nào cho nên ừ. là cái học viện của bảo ra đời thì nó nó rất nó đáp ứng hết những cái câu trả lời câu câu câu, câu hỏi này thì ừ. Việt Nam nó có ở, ở Sài Gòn á Bình Dương có một cái trường đua thì bảo đang làm theo kiểu là chạy trước tiên là cái khóa đào tạo kiểu là advanced driving ừ. skill trước nghĩa oh. là mọi người chạy nhưng mà cũng chưa biết xử lý tình huống nè oh. rồi vào trong trường đua như thế nào tại vì yeah. hiện tại mọi người cứ nghĩ cơ bản đua là phải nhanh trong oh. khi á, nhanh thì mình chỉ đạp ga thôi có làm gì đâu <laughs> cái xe nó <cứ> chạy <laughs> rồi yeah. đạp xe và thắng thôi à, oh. ơi, đạp ga và thắng thôi nhưng mà ở trong trường đua thì nó còn những cái corner và và rất là nhiều thứ để mà mình phải uh, kiểm soát từ đúng cái góc rồi. cua này qua cái góc cua khác Làm sao đạt được cái maximum uh, speed ừ, yeah, Rồi phải ừ. uh, Phải phải hiểu được cái xe uh, Dẫn động của xe cầu trước cầu sau Như thế đúng nào rồi. để cho nó an toàn nha Thì uh, lúc đó thì thì Bảo đang set up Những cái cái khóa ngắn hạn Để từ từ cho mọi người trải nghiệm Mọi người ừ. từng bước Thì vẫn chưa có, có thực hiện được nhiều Bởi vì bị Covid thì cậu cũng có những cái nhóm bạn nhỏ nhỏ và mọi người thì rất là hào hứng dạ Nhưng ừ, nhưng mà cái xe này là tại vì anh cũng chưa có, có 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 rõ lắm về cái cái trong lĩnh vực chuyên môn xe của 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 Bảo đó thì cái xe cái gọi là xe F1 phòng one là nó là khác đúng không? Còn cái mà dạ, Bảo đang rồi. muốn làm là là cái loại xe mà giống mình thường thấy là Nissan hoặc là những cái dạ, gì dạ. đó người ta làm đúng không? Dạ ừ. one là nó là kiểu đỉnh cao rồi còn à. mình đang kiểu như là uh, cái xe của vài cho uh, hai ba trăm mã lực rồi à. mình sẽ làm lại cho, cho ừ. nó có khung chống lật đồ này nọ và chủ à. yếu là cái cái kỹ thuật ở trong trường đua tại vì đua à. thì nó cũng sẽ có nhiều rất là nhiều thể thức ừ, ừ. Yeah. Bảo bảo nói là cái độ xe này cái này mình hay coi phim nước ngoài đặc biệt là phim Mỹ hay mình coi có nhiều người đam mê người ta chế lại xe đồ hay anh còn yeah. nhớ hồi hồi anh ở dưới tỉnh là, là nhà hàng xóm của anh là độ chuyên độ xe đó bảo nhưng mà yeah. xe xe Honda hồi đó là toa ổng làm chuyên làm xe 67 rồi là đôn dên với lại xoáy nòng á phải xoáy yeah. cái 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 piston nó to lên rồi ép ép zin yeah. <laughs> làm cho dạ, tôi la nó la lạc lên thôi phải không đúng rồi đúng rồi nhưng mà thật ra đúng như bảo nói đó làm sao mà nó phải chạy bền được cơ chứ không phải là chạy được có mấy vòng nó bị lột dên nó bị sao dạ, <laughs> bị rút dạ. bê kiểu kiểu vậy ừ. à, hồi nãy bảo có nói rằng là cái, cái giới doanh nhân của, của việt nam của mình cũng bắt đầu quan tâm đến các cái thể thao chuyên nghiệp thì anh nghĩ rất là là cái này là cái xu hướng là chắc chắn thôi tại vì mình thấy rằng cái đó cũng là một cái mà uh, nó hỗ trợ rất là nhiều vào uh, hình, hình ảnh của của cái doanh nghiệp đó đúng không cái brand đó uh, yeah. anh thấy trên thế giới một cái cái brand rất là thành công đó là Red Bull chẳng hạn thì thì bảo có thể chia sẻ thêm là giữa cái doanh nghiệp và mình làm một thể thao chuyên nghiệp đó, uh, nó là một cái sự tương hỗ lẫn nhau không? Dạ yeah bảo ừ. nghĩ cái về về uh, cái ngành kinh tế thể thao nó là kinh tế thể thao nó là một ừ. cái cái uh, cái cái ngành kinh tế chứ không phải nó chỉ là một cái uh, uh, môn giải trí ừ. thì như anh vừa có nhắc đến là về Red Bull đi thì ừ. Red Bull nó ban đầu nó chỉ là một cái uh, thương hiệu nước 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 ừ. uống uh, local của Thái Lan nhưng mà ừ. vì nó đang miệt mài với MotoSport ban đầu là nó tài trợ sau đó họ có giải đua và họ miệt mài với với những cái hình ảnh đó. Bây giờ Red Bull đã trở thành một cái thương hiệu uh, global triệu đô. Ừ. đó à, và những cái thương hiệu uh, đình đám đi ví dụ như là đồng hồ Rolex đi hồi đó mình ừ. cũng chỉ biết đến uh, đồng hồ nhưng mà ừ. Rolex là qua do nó 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 tài trợ um, Formula One nè, dạ yeah. 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 rồi sau đó đến uh, lọt rồi bây giờ ừ. tiếp tục là Richard Miller thì những cái những cái thương hiệu mà bảo thấy là nó không liên quan tới trực tiếp đến cái uh, ngành motorsport nhưng mà ừ. nó cũng nó đi đồng hành với cái uh, motosport và cái thương hiệu của họ được biết đến nhiều hơn trên thế giới nếu như mà họ muốn uh, đi global thì uh, mm. như ở Việt Nam đi thì uh, Hoàng Gia Lai đó có rất mm. là nhiều người bạn của Bảo trên thế giới không có mm. biết uh, là là Việt Nam có thương hiệu rồi hết nhưng mà rất là nhiều người bạn hỏi về Hoàng Gia Lai bởi oh, vì là mm. cái thương cái cái thương hiệu của Hoàng Gia Lai uh, họ quảng cáo trong cái giải cúp uh, cúp gì uh, C1 châu Âu hả hay gì đó về bóng đá ừ, thì ừ. thì nhiều người coi cho nên họ thấy là hoàng gia lai của Việt Nam như vậy thì đó là ừ. một cái cách mà bảo nghĩ là uh, thương hiệu bay cùng ừ. với lại uh, uh, các cái hoạt động thể thao ừ. Đúng rồi tại vì uh, anh cũng thấy là khi mà thể thao nó chuyên nghiệp thật sự nó là một cái ngành ngành kinh doanh đó, nó là một cái industry riêng cái mảng mà bóng đá đó thì các câu lạc bộ hiện nay như bảo cũng biết là có nhiều câu lạc bộ nó giống như một công ty cổ phần nó có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Uh, yeah. Rồi ví dụ như cái đam mê vì chẳng hạn như uh, anh ở bên này anh chơi với mấy ông bạn thì mấy ông đó rất là thích mô tô và đặc biệt là mấy ông đó mê Harley Davidson. H yep. đó, hd thì thật ra ha, cái chuyện mà xe không thôi nhưng mà anh thấy mấy ổng còn tốn rất là nhiều cho cái tiền phụ kiện mỗi yep. lần mà tới cái showroom của thằng Harley Davidson là bắt đầu tìm áo tìm nhẫn tìm đủ thứ đó. tất cả ừ. những cái accessoire mà thật ra nó cũng là đắt mà nó là một cái ngành đó cho nên anh thấy là đúng là nó cái kinh tế thể thao khi mà mình, mình mình nhìn nó ở một cái góc độ là vừa thể thao nhưng mà vừa là một cái business model thì đúng là tại sao mà có nhiều người người ta sẽ tài trợ vào ừ. yep. OK. Uh, bây giờ quay lại cái câu chuyện là thường là người ta nói là thể thao thì nó liên quan đến uh, đến phái mạnh đúng không? Uh, nam giới là nhiều, đặc biệt là những cái môn mà đòi hỏi lực hoặc là có cái tốc độ này nọ thì uh, theo Bảo Bảo thì là cái cái có cái sự rào cản nào um, cho cái phụ nữ trong những cái môn thể thao như vậy hay không? À, chẳng hạn như là môn uh, ghost đi ha à, <laughs> à, bên này thì anh cũng mới bắt đầu anh học từ đầu năm thì hôm trước có ông bạn ông nói đùa là cái môn này là gentleman uh, only uh, lady forbidden <laughs> là cái từ viết tắt á <laughs> <Yeah, yeah. cười> kỳ, kỳ cục quá à. À, nhưng mà để 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 bảo chia sẻ với lại các bạn một chút là à, giữa những cái thể thao mà nó mọi người cứ mặc định nó giống như là có cái thành kiến là có cái định kiến chứ à, là chỉ dành cho đàn ông thì 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 à, bảo bảo nghĩ như thế nào bảo ha. Uhm, bây giờ nói về hai môn à, từng môn đi ha về golf. Ừ, ừ, ừ à, golf shooting. thì bảo đã đã chơi được khoảng 15 năm rồi. Uhm. Và bảo đạt cũng được rất là nhiều giải ở trong nước cũng như là trên thế giới. À, bảo đã từng đại diện cho Việt Nam đi thi đấu trong khu vực Châu Á, rồi ừ. à, thắng ở khu vực Châu Á rồi bảo có đánh ở bên à, à, bên Anh, rồi cũng được ừ. giải luôn. À, ừ. Thì thì bảo nghĩ như cá nhân với bảo đi để mà thắng được cái giải đó thì trước tiên là năng lực đã. Thì ừ. à, bản thân mình mình phải à, rất là đam mê nó bằng nội lực của mình, tại ừ. vì golf nó không có đối kháng. Ừ. góp là mình phải tự chiến thắng bản thân mình cho Đúng nên rồi. mình muốn mình ở level nào thì thì mình cứ tự uh, tập luyện thôi Anh muốn ừ. ở 30 hoài cũng được anh muốn ừ. 20 hoài cũng được không ai ép ừ. anh hết nhưng ừ. mà anh ừ. sẽ ở cái cái level đó à, vậy thì ở cái môn này thì mình phải chiến thắng bản thân mình trước ừ. cho nên rào cản lớn nhất trong cái môn này là mình thôi ừ. còn về nói về thời gian để làm sao mà tập luyện đi vì nó tốn khá nhiều thời gian Mm -hmm. vậy thì á uh, cái này bảo 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 có được kinh nghiệm là vì uh, bảo được training bởi những cái professional uh, Hàn Quốc á những cái người mm -hmm. coaching mà toàn luyện ra những người uh, mm -hmm. top của thế giới đó mm -hmm. thì có nghĩa là uh, mình luyện về cái uh, muscle memory thì có nghĩa mm -hmm. là mình ở nhà mình tập cũng được mình phải tập uh, cho cái cơ đó nè rồi mình oh. tập cái động tác nè Vậy thì cái ừ. động tác nó nó ở nhà thôi, nó không cần mình phải ra sân, ừ. nhưng mà ừ. nó phải là mỗi ngày. Ừ. Ờ nó phải là mỗi ngày. Hồi đó bảo nhớ là cứ đi làm đi thì cứ cho là ừ. mình đi làm mà 8 tiếng. Một ngày 24 tiếng, mình còn quá nhiều ừ. thời gian để để cho một tiếng luyện đó, nhưng ừ. mà ngày nào cũng phải luyện. Và ừ. mình phải biết là luyện cái gì. Vậy thì ừ. mình phải nhất định là mình phải có thầy tốt ngay từ đầu. Còn ừ. nếu không thì mình cứ tự ra tập Với trên YouTube á thì nhìn ừ. thấy nhưng mà mình sẽ không hiểu được nó vẫn là của người ta mình không có thể nào biến nó thành của mình được đúng rồi đúng Đó. rồi ừ. thì thì bảo thì sẽ không ra sân nhiều vì vì uh, bảo còn có con cái ừ. uh, công việc nữa. Uh, có có khi được một tuần ra sân một lần có khi cả tháng ừ nhưng mà ra sân vẫn nguy hiểm như thường <cười> <cười> không mà cái này, này anh đồng ý với bảo quá trời cái chuyện mà chọn thầy tốt đó nha tại vì yeah. thầy mà xịn là anh 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 nghiệm đúng luôn như anh học hôm rồi cũng vậy thôi như là ổng mà chỉ cho mình một cái 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 tips một cái rất là nhỏ thôi mà nó thay đổi hoàn toàn luôn đó nha chứ còn yeah. nếu mà mình cứ tự mày mò đồ này nọ là nó sẽ không không được cái cái, cái kỹ thuật đó nhưng mà mình hỏi ổng yeah. một cái Ông chỉ nghĩa là nó sẽ dễ dàng ngay Ừ dạ yeah, dạ yeah. tại vì mình hiểu nó là như thế nào ừ. à, mình cứ cứ kêu là swing là cứ uh, ừ. swing phải như thế này à, ừ. phải phải uh, góc nghiêng như vậy nhưng mà nó nghe nó rất trừu tượng nhưng ừ. mà cái người thầy chuyên nghiệp á, người ta sẽ cho mình đúng một cái con số chính xác luôn đúng giống rồi. như là bảo tập á, thì phía trước là cái gương không phía Đâu. sau sẽ là bức tường thì họ ừ. sẽ vẽ từng cái nốt trên đó nghĩa ừ. là dưa cái tay lên tới chỗ nào, cái cổ ừ. tay bẻ ra làm sao cái gốc của ừ. đầu gậy như thế nào thì bảo sẽ ừ. sẽ bám ở trên cái tường á, xong rồi. rồi mình đứng mình giữ đó, mình giữ một ừ. cái động tác nó mấy chục giây, là ừ. mình đang luyện cái cái muscle cho cái động tác đó. Đúng rồi. Đó, ừ. thì thì cứ luyện như thế, anh anh cầm một cây gậy mà cây gậy nặng á, có cầm gậy ừ. golf, ừ. À, thì nó sẽ có nhiều cái tập cơ Đó tốt hơn và cứ ừ. một tiếng như vậy, à, bảo là nữ cái, cái size của bà cũng trung bình chứ cũng không, không ừ. phải là uh, lớn lắm Nhưng mà cũng hay đạt được giải long drive lắm <laughs> 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 Tại vì luyện cái cơ Đúng rồi, này giống nhớ lại coi mấy cái phim Thiếu Lâm Tự Mấy ông ông tập và nhảy khinh công Ông phải đeo cái gì ở trong dưới đeo cái chân tạ. Đó. Đeo tạ Bây đó. giờ bà ừ. cũng vậy đó Hồi xưa là ừ. bây giờ vẫn vậy ấy, Bà vẫn đeo tạ, ừ. tạ ấy, vẫn đeo tạ ở chân Mỗi lần tập vẫn đeo tạ ở chân Thì lúc đấy thì nó sẽ tập cho mình cái cái sức chịu đựng nó tốt hơn Dạ, ừ. dạ yeah, yeah. OK. Ờ, nhưng mà thấy Bảo quá là một cái người mà thật sự là quá quá năng động đó Bảo ơi. Ờ, nếu mà nói Bảo những người mà biết Bảo kêu Bảo là chẳng hạn như ba trong một, bốn trong một nhưng mà anh anh nghĩ là em là N trong một mà nếu mà nói về mặt toán học là N nó chạy từ một cho đến bao giờ thì không biết. <laughs> nhưng nhưng mà bận rộn như vậy thì cái, cái chuyện mà đấy em chia sẻ cho các bạn là quản lý thời gian như thế nào mà mình sắp xếp được hay vậy Bảo vừa điều hành các cái công ty à... rồi các cái công việc này kia rồi đã vậy còn có bé nhỏ nữa đúng không yeah. ừ. Đấy. bảo nghĩ cái này là à, mỗi con người mình á mình phải có một cái đam mê ừ. với bảo cái đam mê nó là cái thứ để mà giữ lửa giữ nhiệt huyết cho cho tất cả cái đam mê đó nó phải xuất phát từ rõ ràng là là nội tâm mình mình thực sự đam mê chứ không phải là mình chỉ uh, mê cho người ta coi tại ừ. vì á, mê cho người ta coi á thì thì cái gì cũng tham gia hết nhưng mà anh sẽ bỏ 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 dở nó ừ. à, tại vì mình không có thực sự đam mê trong bản thân mình ừ. thì nếu như bảo nghĩ mà chỉ mê mê thôi á thì bảo sẽ không có đủ à, không có đủ kiên nhẫn không có đủ sức lực để mà tìm tòi về đua đi bốn năm ừ. trời cứ đi qua đi lại vẫn điều hành ừ. à, công ty như vậy bằng ngồi trong xe nó nóng lắm chứ anh Ừ, mặc nguyên cái ừ, bộ đồ đua nữa nó nóng chết ừ, mà cả ngày ừ. cứ như vậy á, mồ hôi mồ kê rồi Ồ. rồi và uh, yeah, tập luyện rồi vô, vô ngồi trong xe nó căng thẳng lắm ừ. anh 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 chạy anh không được có một phút nào mà relax luôn á relax đúng cái rồi. là vô tường luôn bye bye luôn đúng rồi tập trung <laughs> rất là cao độ liên tục dạ yeah. ừ. yeah. rồi golf á, thì chỗ anh phải đứng ở ngoài driving ừ. train hoặc là ở nhà đi một mình cứ cầm ừ. cái gậy quất quần quật như vậy như khùng á <laughs> nhưng mà <laughs> bên trong anh anh mới biết được niềm vui chỗ nào đúng rồi giống bây giờ người, người cái người mà đi đi tập gym đi người ta nói là ừ. họ rất là enjoy cái pain full của họ đúng đau rồi. á cái đau người ừ. ta mới thấy đã không đau thì ừ. không đã <laughs> ừ, 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 vậy ừ. cho nên là cái đam mê đó nó giữ lửa à. thì uh, ngay cả lúc mà đang giãn cách này nè thì uh, uh, sắp tới tháng 10 này á là uh, FIA có tổ chức một cái World Motorsport Game ở bên uh, bên pháp thì ừ. ở Việt Nam À, hiện tại thì VMA Việt Nam có lựa chọn nam thì bảo chưa biết danh sách nhưng mà nữ là là sẽ có bảo đại diện tham gia vậy ừ. thì sân ừ. thì không có chỗ để mà tập tại vì cái đợt này nó thi bằng xe điện có nghĩa là chiếc xe bảo chưa biết luôn á nghĩa Trời là họ phát một cái vũ khí mà bảo chưa biết cái vũ khí đó làm sao luôn chưa từng thử qua ừ. à, cho nên là trong cái lúc này thì bảo lúc nào cũng giữ tinh thần ngày nào cũng tập thấy cái gì tập ừ. tập tập thể lực tại vì ừ. thể lực thì cái thể lực mình mạnh thì tinh thần mình mới mạnh được Đúng thì rồi. cứ tập thể lực rồi đến là nghĩ là khi mà nhà nước cấp uh, cấp giấy tờ này nọ xong thì mình ừ. sẽ đi qua sớm hơn mình ừ. sẽ thuê cái xe đó rồi mình tập luyện mình mình ừ. đi sau thôi cũng được nhưng mà ừ. uh, I ai try to do my best ừ. thì khi mà đi qua đó rồi thì uh, với bảo thì bảo sẽ cố gắng hết sức Uh, chứ không nhất thiết, thiết là uh, phải thắng cái trận đó thì cố gắng hết ờ cái này à. là tổ chức ở paris luôn hả bảo dạ tổ chức ở Marseille pháp anh mà vậy thì hy vọng là có nhưng mà cũng có nhiều khi là cũng ghé paris thì hy vọng được gặp bảo <laughs> dạ xưa sure, xưa sure, bảo sẽ ghé paris bảo tập trước uh, uh, dạ um. thì, thì đó là bảo đang nói cái đam mê thì lúc ừ. nào mình cũng có cái đam mê mình nung nấu thực ra là bây giờ covid như vậy thì cũng không biết là uh, doanh nghiệp thì khó khăn lắm nhưng vẫn ừ. phải làm thôi rồi tới đâu ừ. hay đến đó thôi còn ừ. cái đam mê kia thì nó giữ lửa cho mình nó giữ năng lượng cho mình để mình có thể uh, tiếp tục làm những việc khác ví dụ như là điều ừ. hành đi, chăm sóc con làm này làm nọ đó. Ừ. đó thì bảo nghĩ là mỗi người nên có một cái đam mê uh, về, về thể chất Dĩ ừ. nhiên là tinh thần thì mọi người đọc sách, vẽ, vẽ rồi đàn hát gì đó. Nhưng mà còn thể chất thì nó nó sẽ giữ cho mình được uh, cái khỏe khoắn về về uh, về, về thể thể, thể chất ừ. thì tinh thần mình cũng sẽ tốt. Còn Đúng rồi. Lại... Cái này thì anh cái này là anh anh đồng ý luôn, anh xác nhận luôn đó. Dạ. Ừ. Yeah. Uh, nhưng mà có cái này là bảo uh, có nhiều bạn trẻ đó khi mà khi mà anh làm podcast rồi anh cũng xuất hiện nhiều hơn trên trên Facebook này nọ thì có nhiều bạn mới nhắn uh, riêng cho anh hoặc là email cho anh hỏi rằng là không biết cái đam mê của mình là gì có nghĩa là ai cũng thường là mình cũng nói là ok mình làm cái gì với đam mê thì nó sẽ rất là hiệu quả và, 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 kiểu như là mình không cảm thấy mệt mỏi đồ này nọ đúng không mình càng làm mình càng thấy thích nữa hưng phấn yeah thì có nhiều bạn mới nói nhưng mà thầy ơi em không biết cái đam mê của em là gì nữa em giống như em chơi với á thì có cái lời khuyên nào cho các cái bạn mà làm sao mà phát hiện ra được cái đam mê của mình ông bảo ha bảo nghĩ á ừ. là bảo không biết là anh nói trẻ là trẻ đến mức nào đi ha Tụi, thì các bạn đó tầm dưới 30 tầm khoảng chừng hăm đấy ra trường là khoảng 24 đến 28 tuổi kiểu kiểu vậy á ừ. ừ thì bây giờ bác lại uh, bảo năm nay bà bảy đi, mười ừ. lăm năm trước, mười uh, lăm năm trước là hai mươi hai, thì lúc đó là bảo bắt đầu chơi góp, ừ. vậy thì cái góp đó là bảo bắt là cũng tuổi trẻ mà hung hăng, ừ. cho nên ừ. là tập theo một cái kiểu là còn uh, kiểu như tập hùng hục hơn là bây giờ, bây giờ ừ. là ít thời gian hơn, hồi đó là có nhiều thời ừ. gian hơn Uh, thì thì cũng đam mê vô nó Đổ thời uh, thời gian công sức vô ừ. nó Tất cả ở đây chỉ là Mình nghiêm túc với cái đam mê của mình thôi Tại vì ừ. có thể các bạn thích chạy đi ừ. Nhưng mà bạn chạy khoảng uh, 5 cây, 10 cây ok rồi à, 21 cây rồi ừ. Xong rồi uh, bạn chạy tới 42 cây chưa uh, Và luyện ừ. như thế nào để duy trì nó Chứ không phải là một lần đạt được 42 cây xong bỏ Ừ mà mà bạn phải 42 cây đó thì trong ví dụ như là tổ chức là running hay là Ironman đi thì ví dụ ừ. mà theo cái Ironman thì bây giờ đang là running thì mình thêm cái uh, xe đạt rồi thêm cái bơi nữa em với bạn là ừ. rất ừ. là challenge. Bọn nghĩ là cả 10 năm uh, training vẫn vẫn chưa đủ nếu ừ. mà thực sự là phải tập nghiêm túc tất cả ừ. con người ta là đều phải là nghiêm túc thì là bọn nghĩ như vậy. À, mọi người phải xác định được cho mình một cái uh, cái track và và lúc nào cũng uh, stay on track ừ. dĩ nhiên là thỉnh thoảng mình mệt thì mình sẽ off on oh. off vì con người mình up and down nhưng mà ừ. mình phải có một cái niềm tin vô nó một cái chỗ dựa vào nó à, ví ừ. dụ như bảo tới bây giờ này đi à, bảo vẫn phải tham gia vô một cái club cái club là ừ. bảo đang tham gia vô là uh, 5am club á là buổi sáng ừ. Bây giờ bình thường á, mình nó là kiểu gì mình cũng uh, ví dụ mà tự thức dậy bốn rưỡi đi. Từ bản thân ừ. mình đi chứ một tuần thức 5 ngày chứ 7 ngày chưa chắc ạ. À. <laughs> <laughs> Nhưng mà có một ừ. nhóm lúc nào cũng gọi là 5 giờ phải on cùng nhau, chắc chắn mình sẽ cùng nhau. Vậy ừ. thì bảo nghĩ là mình sẽ tham gia một nhóm nhỏ thôi, không cần lớn. Ừ. Nhỏ là ừ. như thế nào? Dưới 10 người càng dễ quản lý nhau ừ. uh, và báo cáo với nhau mỗi ngày. Ví dụ mình đặt ra cái chỉ tiêu là... Ừ tháng này là sẽ đọc xong một cuốn sách Mỗi người oh. chọn một cuốn Xong rồi sau đó sẽ chia sẻ Cái hay cho nhau mm, mm. Và và cái hay đó Thì trong 10 người họ mọi người sẽ cảm thấy là Ừ cái bạn này chia sẻ mình muốn cái cuốn này Thế là trao đổi cho nhau Trao oh. đổi để mà mình ghét được cái uh, Mọi người đọc rồi chia sẻ Thì chỉ là tóm tắt thôi Nhưng mà mình lại oh. đọc lại cái cuốn đó mm. uh, Đó rồi xong rồi mình sẽ làm Những cái hoạt động cùng nhau Và phải đi cùng nhau Ừ. đi cùng nhau và nó gọi là sao ta à, việc à, phải làm á chứ không ừ. phải là bắt buộc mình không nói chuyện bắt buộc việc ừ. phải làm trong cái câu lạc bộ nhỏ của mình à, ừ. và mỗi năm thì mà mình quy định là à, mình sẽ làm được cái gì tốt cho cộng đồng tại ừ. vì lúc nào mình cũng phải connect với cộng đồng để cho ừ. à, mình cảm thấy là có trách nhiệm hơn nhất ừ. là là đối với các bạn trẻ thì cái cái track mà bảo nói ra đó thì các bạn phải à, phải phải kiểu là vạch ra cho mình rất là rõ ràng Đúng ví rồi. dụ như là ừ. mình làm của công ty này đi à, mình bị áp lực rồi mình bị sa thải hoặc là mình chán nản gì thì mình cũng có cái chỗ để mà mình tâm sự mình chia sẻ ừ. Ừ. Thì, thì giống như tất cả mỗi con người ta bảo nghĩ là à, mình phải có niềm tin mình phải có cái belief của mình đó là lý do tại ừ. sao mình đã có nhiều, nhiều đạo <laughs> để 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 cho mình mình có được chỗ ừ. dựa của mình chứ mình không Đúng có rồi. chỗ dựa thì chắc chắn mình sẽ loss. Ừ đấy kiểu là giống như đấy loss mình nghe là bơ vơ rồi không có biết một cái điểm tựa đó không có một cái mục yeah. tiêu rồi cũng không có một cái kế hoạch. Yeah. Ừ. Cảm ơn Bảo cái lời khuyên cái, cái 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 lời chia sẻ rất là rất là rất là, rất là chi lý ở chỗ là đấy nhiều bạn là hình dung là chưa chưa biết cái mục tiêu của mình cũng không có kế hoạch và không có đi đến cùng á cho nên yeah. là chưa biết là thật sự là mình có có cái đam mê đó hay không. Ừ nhưng mà liên quan đến cái đam mê đó bảo nó có một cái này nữa là anh nhớ cái chắc cũng có lời bài hát đúng không kiểu là một đam mê một dạy khờ một tôi <laughs> nhưng mà ví dụ như khi, khi nào mà đam mê quá là đến cái mức gọi là có gọi là dạy khờ không có không nha <laughs> dạy khờ á thì, thì trong cái nghĩa trong kiểu. ngọt kép nha trong ngọt kép theo nghĩa tích cực <laughs> bây giờ nó có hai cái cái đam mê mà ừ. gọi là uh, dạy khờ thì ví dụ mà mình đam mê cái gì mà nó không tốt thì bảo ừ. nghĩ là dạy khờ còn ừ. đam mê mà 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 tốt đi thì ừ. cái kiểu gì nó cũng đi ra được cho mình mà cái cái uh, kết quả tích ừ. cực hết Dạ ừ, ừ, ừ. Yeah. còn dĩ nhiên là mình phải xác định được là cái đam mê nào gọi là uh, tích cực và tiêu cực <laughs> đúng không ừ, chứ còn ví dụ cùng... như là ừ. là mê xe mà bảo đang mới gọi là mù quáng đi thì ừ. mù quáng tới cái cách nào tới cái bước ừ. thì ví dụ như là lúc nào cũng đi đua đi đua đua à, ừ. không còn biết những cái gì khác xung quanh Ồ, thì không thể rồi. thì ừ. không thể ừ. bởi vì là đi đua vậy rồi lấy cái gì đua đúng rồi đó lấy cái gì đua <laughs> tiền đâu của vé đi đua tiền đâu lấy học. cho nên là cái đam mê ừ. nó là một cái thứ động lực để ừ. cho mình uh, làm việc phấn đấu hơn đúng không mình nhiều phấn đấu làm hơn, nhiều hơn. Ừ. yeah thì, thì mình phấn đấu hơn Chứ cũng không có thể nào mà Mình đổ hết vào đó Dĩ nhiên là ờ ừ, mình mình sẽ thích uh, Hơn một chút Thì thay vì đi phụ nữ đi Sẽ mua một cái giỏ sách Thiệt là đẹp đi Thì ừ. bảo mua uh, Một cái mâm mới ừ. <laughs> Rồi bảo, bảo tăng đồ cho cái xe Ví dụ vậy Thì, ừ. thì nó Trong trong giới hạn cho phép Nhưng ừ. bảo nghĩ là 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 phải xác định được Là mình uh, Cái đam mê đúng Thì bảo nghĩ cái này Nó rất là rõ ràng Bởi vì nó là trắng đen mà Ừ thì anh 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 nghĩ lại là quay lại vẫn là một có một cái kế hoạch cho nó nó rõ ràng và mình mình biết sắp xếp uh, ví yeah. dụ như là các cái bạn trẻ mà chẳng hạn như mình nó có nhiều người đang nói chẳng hạn như đánh game đi chơi game thì nó nó không có tốt uh, nhưng mà thật sự thì có những cái game mà mình 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 mê nhưng mà sau đó mình vẫn có công việc chính của mình còn không yeah. nó có một cái trường hợp là anh đánh game thiệt là giỏi đi rồi anh người ta sẽ trả tiền cho anh thì cái lúc đó là ừ. anh trở thành một cái nghề nữa thì nó lại thì khác. Game thủ luôn. Ừ ừ tạo thành game thủ luôn đó, nghĩa là yeah. được người ta trả tiền để mà mình đánh game hay là mình chia sẻ gì đó. Ừ. Yeah. Ừ hay quá. À, rồi thì trong trong cái cái, cái 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 nãy mới nói với Bảo là cái chuyện mà sắp xếp cái công việc đam mê nhưng mà à, lỡ đâu mà mê nhiều thứ quá thì sao Bảo ha? Có nhiều người cũng đa đoan lắm, đó, mê nhiều quá mà một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ thì thì sắp xếp làm sao? bảo nghĩ là đến một lúc nào đó ừ. à, mọi người sẽ 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 biết được lựa chọn à, có cái ưu tiên đúng không? Dạ ừ. lúc nào mình sẽ coi thử là cái nào là priority giống như cái thời gian của bảo đi nó cũng phải uh, khác biệt dữ lắm để ừ. để mà có thể sắp xếp được ví dụ như là bảo sẽ ngủ khoảng là 11 giờ kiểu gì 11 ừ. giờ cũng phải ngủ ừ. xong rồi nếu mà nhiều việc á thì ba giờ rưỡi phải thức ừ. 3 giờ rưỡi thức xong xuôi hết là 3 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi mà mình tập trung ừ. làm việc là bọn người đã làm hết việc trong ngày luôn rồi đó. Ô cái này sao trùng hợp với bảo nha. Cái này anh giống bảo ghê đó. Có nghĩa là anh cũng vậy thuộc dạng cũng gọi là dậy sớm khoảng đấy khoảng 4 giờ mấy 5 giờ nhưng mà anh thấy là cái buổi sáng sớm nó rất là hiệu quả. Mình dạ. làm lèo đến khoảng chừng 7 giờ mấy lúc mà tụi nhỏ nó chưa dậy thì dạ. nó ok. Ừ, ừ thầy bảo là ba giờ rưỡi cái dậy ừ. cái pha cà phê uống rồi cái mình ừ. ngồi trước bằng phật cái đọc ừ. chút uh, kinh sám hối rồi ừ, ừ. <laughs> để làm những chị giá bắt đầu kinh sám hối xong rồi cái bốn giờ <laughs> bắt đầu công việc bắt đầu công việc đến khoảng sáu giờ rưỡi thì bảo thấy nó rất là hiệu quả giống Ồ, như là ừ. nguyên cái bầu trời nguyên cái khoảng không gian đó là của mình và cái không khí buổi ừ. sáng nó rất là fresh đúng rồi và uh, ừ. yeah, cho nên là, là công việc rất là hiệu quả đến ừ. uh, 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ một tiếng rưỡi đi mình ví ừ. dụ mà mấy đứa nhỏ nó đi học á, thì mình ừ. cũng có một khoảng thời gian rất là giá trị với tụi nó ừ. mình nói chuyện mình trao đổi Được. nó rất là kháng khích luôn ừ, à, tới ừ. 8 giờ thì uh, con đi học mẹ đi làm ừ. Ừ. đó và và nguyên cả trong ngày á, thì tại vì cái nguyên cái buổi sáng anh đã làm việc xong buổi sáng anh giao việc xong xuôi hết ừ. rồi nếu ừ. có họp ở công ty thì họp xong rồi buổi trưa thì bảo ừ. còn có cái um, business networking lunch ừ. thay vì anh uh, anh anh phải ăn trưa một mình thì anh trưa với ừ. một đồng, đồng doanh nghiệp để ừ. cho ừ. mọi người chia sẻ thông tin này nọ kết nối ừ. nhiều hơn xong ừ. rồi buổi chiều lại làm việc rồi ừ. những cái cái uh, việc khác nhau rồi chiều vẫn còn thời gian đi đón con xong ừ. rồi về ăn tối với nó rồi ừ. đọc sách với nó lùa nó lên chuồng mình lại làm việc được hai tiếng ừ. nữa thì ừ. bảo thấy nó cũng còn dư thời gian lắm <cười> <cười> ờ, thật con... ra thì Anh cũng biết Anh cũng biết Có nhiều anh chị Trong cái network của anh Cái sức làm việc Nó kinh khủng lắm Bảo mình cứ Ý nó là mình hình dung Cái khối lượng Mà công việc của anh Chỉ làm như vậy Có nghĩa là những người như vậy Thì nó đòi hỏi Rất là nhiều thời gian Nhưng mà cuối yeah. cùng là Cái việc mà sắp xếp thời gian Rồi cái Làm một cách khoa học Rồi làm quen Thì cuối cùng là năng suất Nó tăng lên rất là nhiều uhm. yeah thì đấy à, cho nên là cũng không có cái gì là đừng có cái nại cái lý do là à, tôi không có thời gian hoặc là kiểu này nọ đúng không bảo nhỉ có nghĩa là mình có đam mê mình sắp xếp mình có ưu tiên Chính mình có kế hoạch thì dạ. nó sẽ nó sẽ được hết thì thời gian <laughs> là do mình thôi Thật sự Ồ. là mọi người cả nói là ừ tôi không có thời gian thì mọi người ưu tiên cái gì ừ. nếu mà mọi người ưu tiên công việc thì thì ừ. thì thôi ok không có thời gian nhưng ừ. mà mình tự chọn mình cân bằng công việc bao nhiêu đó ừ. đủ rồi mình cho ừ. cho thời gian chăm sóc bản thân mình thì ừ. mình vẫn có thời gian đi tập thể dục cho nên mọi người nói ừ. Trời ơi, tôi không có thời gian đi tập thể dục. <laughs> không có. Không có ai ừ. cho bạn hết thời gian là của ừ. mọi người hết, chủ yếu là ừ. mọi người muốn cái gì thì mọi người sẽ sẽ spend time ở ở cái cái mảng đó. Cho nên ừ. chủ yếu là mọi người muốn cái gì thôi. Nói không có thời gian mà toàn là lên TikTok, lên YouTube coi mấy cái video gì đâu không. <cười> <cười> dạ thì ừ. trong một ngày một ngày đó bảo cũng có quy định ra cho Bảo một tiếng đồng hồ gọi ừ. là uh, một tiếng uh, muốn làm gì làm á là linh tinh ừ. lên ừ. mạng lướt coi tám tiếng ừ. các kiểu ừ. cái cái đó ừ. cũng là, là 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 giảm stress để kết nối ngồi ba tám thôi mà yeah. Ừ, relax nó cũng 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 có cái hay của nó chứ ừ. yeah yeah rồi bây giờ để chốt lại cái 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 buổi trao đổi ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Bảo là đã chia sẻ cho các bạn là đặc biệt các bạn trẻ và nữ đó, mình có có thể là một cái với cái đam mê của mình mà mình vẫn có thể là đảm đương nhiều cái cái vai trò khác nhau. Ờ, yeah. nhưng mà riêng cái môn thể thao mà hiện nay là Bảo rất là thích đó. Thì Bảo có một cái 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 đề nghị là cái này có thể là bởi vì có những người biết đâu nghe cái podcast của chàng ngốc già là có những cái người mà có thể có những cái quyết định đó bảo <laughs> ý nói là về mặt policy về mặt chính sách đó có những cái khuyến nghị đó thì để cho cái thể thao chuyên nghiệp nó phát triển thì thì ở góc độ uh, chính phủ rồi các cái doanh nghiệp này nọ chứ không phải bản thân của cái người mà tham gia thì nên có những làm cái gì để cho nó thể là có cái kết quả tốt nhất bảo ha thì uh, Bảo và tất cả những cái người mà đam mê về tốc độ thì ừ. ai cũng mong muốn là chính phủ họ sẽ ừ. có những cái chính sách rõ ràng để nhìn ừ. nhận cái môn thể thao gọi là về thể thao tốc độ ừ. uh, một cách uh, bài bản để cho ừ. các tổ chức uh, cá nhân họ cá nhân hoặc là nhà nước họ có thể uh, tổ chức những cái uh, uh, họ họ có thể tổ chức những cái khóa đào tạo nè rồi sẽ ừ. phát triển hơn về trường đua nè để cho ừ. các cái bạn mà đam mê tốc độ thì bạn sẽ không có ra đường bằng đua nữa sẽ ừ. không có gây tai nạn cho 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 người tham gia giao thông và ngay cả cái bản thân của cũng những người đó ừ. và cũng là một cái cơ hội để cho biết đâu là một trong những tay đua gọi là không phải tay đua nữa một trong những người ta gọi là gì ta hung thần chạy <laughs> ngoài đường và bạc ờ. mạng lại là một ừ. cái uh, tay đua của thế giới thì sao ừ, đó. đúng rồi cái này nó giống yeah. như là là những cái cầu thủ đá banh đường phố ở nam mỹ đúng không brazil argentina yeah. Yeah. họ có tố chất nhưng mà họ không có môi trường nhưng mà khi mà có yeah, môi, môi trường rồi. xong rồi cái tài năng đó nó sẽ bộc lộ được tỏa sáng dạ tỏa, tỏa, tỏa sáng ừ thì ừ. cái đó thì lúc nào uh, bảo cũng trong tâm trí cũng ao ước cũng mong muốn ừ. cho nên đó là cái động lực mà năm 2020 bắt đầu covid đó và ừ. Formula One ở Việt Nam bị hoãn nhưng mà bảo cũng ừ. thành lập cái Việt Nam Racing Academy và đã ừ. đang tổ chức uh, truyền tải cái thông tin để uh, mọi người hiểu đúng hiểu ừ. đúng hơn về cái uh, motorsport cả về kinh tế lẫn về cái uh, giải trí Um, quá tuyệt vời và thường thì đấy ai là những cái người mà mà tiên phong người mở đường đầu tiên thì cũng có những cái 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 khó khăn uh, nhưng mà những cái cái khó khăn đấy anh tin chắc rằng là chẳng hạn là 50 năm sau 100 năm sau để những cái đấy là nó ở trong cái bảo tàng <laughs> giống như là bảo qua qua bảo Ferrari <laughs> thì nãy bảo nói là chắc yeah. chắc chắn nó cũng có cái bảo tàng đúng không nó có một cái museum <laughs> <Yeah>. đúng không dạ <laughs> có yeah, museum dạ yeah, bảo hy đấy, ừ ok đấy cảm ơn bảo bảo rất là nhiều đã dành thời gian cho cái podcast chàng ngốc già dạ. và dạ yeah. hy vọng rằng là sẽ có những cái topic khác có thể là được trao đổi uh, tám với lại bảo bảo nhiều hơn để mà qua những câu chuyện đấy thì các bạn trẻ uh, có thể học hỏi và có thể rút ra những cái điều gì đó từ cái uh, cuộc trao đổi uh, cái buổi nói chuyện uh, cảm ơn bảo bảo rất là nhiều nha cảm ơn chúc em uh, yeah. cuối cùng uh, vui vẻ dạ uh. yeah, cảm ơn anh trí À, à, chào thính giả uh, podcast cho ngốc già à, chào, Rồi mến chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Trong cái uh, podcast lần tới